thiện nhân không ngần ngại đấu khẩu để bảo vệ người yêu đồng giới. Sau khi lên tiếng chính thức công khai mối quan hệ với người yêu đồng giới, đặc biệt là mâu thuẫn gia đình được đẩy lên đỉnh điểm thì nhất cử nhất động của thiện nhân luôn nằm trong tầm ngắm của dân tình. Gác lại những ồn ào ở phía sau, nữ ca sĩ cùng người tình NT vẫn vô cùng hạnh phúc khi dắt tay nhau tung tăng tại nước ngoài. Tuy nhiên, đứng trước câu chuyện tình yêu của thiện nhân, một bộ phận người hâm mộ lại tỏ ra không đồng tình. Cụ thể, giọng ca quê hương tôi vừa đăng tải đoạn tin nhắn cư dân mạng gửi cho cô để bàn tán về chuyện tình cảm với người yêu hiện tại. Cụ thể, em nhân ơi, đừng làm cha mẹ đau lòng nữa. Con đường tương lai rộng mở như vậy mà giờ lại dính đến NT. Tương lai của em phải gặp một người đàn ông đúng nghĩa. Muốn cho một tài năng như em, thà em không vào showbiz thì đâu gặp được NT. Trước tin nhắn người hâm mộ gửi đến mình, thiện nhân tỏ ra khá khó chịu và nhanh chóng đáp trả một cách nhẹ nhàng mà sâu cay. Có liên quan gì đến chị không? Lời đáp trả của nữ ca sĩ cũng thể hiện rõ thái độ không quan tâm và một mực bảo vệ người yêu. Có thể thấy, ở hiện tại NT chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất và là người mà thiện nhân yêu thương nhất. Khi đứng trước búa rìu dư luận, cô không ngần ngại lên tiếng để bảo vệ người tình. Câu chuyện tình yêu của cặp đôi gặp phải nhiều trắc trở và ngăn cấm của gia đình. Thời gian vừa qua, dân tình dồn sự chú ý vào màn đấu tố của nữ ca sĩ và mẹ. Qua những gì xảy ra có thể thấy mối quan hệ hiện tại khá căng thẳng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù như thế, thiện nhân vẫn thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn tình đồng giới trong chuyến du lịch gần đây. Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn đổi tên sang Thiên An và lấy họ của người yêu làm dân tình hoàn toàn bất ngờ. Không biết câu chuyện ồn ào sẽ khép lại như thế nào, nhưng rõ ràng nó đã ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của cô trong mắt công chúng.